Được Sống Lại. Được sống đã là một hạnh phúc, nay được sống lại thì niềm vui phải ngàn lần lớn hơn. Nên khó có lời để diễn tả nước mắt hạnh phúc thay cho dòng lệ xót xa, tiếc thương của hai chị em Marta và Maria khi em trai Lazaro chết đã 4 ngày vừa được Đức Giêsu gọi ra khỏi mộ, trong khi chân tay còn quấn vải và mặt còn phủ khăn. Tin mừng cho chúng ta biết gia đình ba chị em Marta, Maria và Lazaro là chỗ thân tình của Đức Giêsu, nơi Ngài và các môn đệ thường ghé nghỉ ngơi trên đường truyền giáo. Như thánh sử Gioan ghi rõ, Đức Giêsu quý mến cô Marta cùng hai người em là cô Maria và anh Lazaro. Nên khi Lazaro lâm bệnh, hai cô chị đã cho người đến báo với Đức Giêsu: "Thưa Thầy, người Thầy thương mến đang bị đau nặng." Cứ sự thường, khi nghe người thân đau nặng, người ta tức tốc vội vàng về ngay, vì biết có thể không kịp gặp, bởi cơn bệnh có thể lấy đi bất cứ lúc nào sự sống của người thân. Nhưng hôm ấy, Đức Giêsu có một thái độ bình tĩnh đến khác thường khi Ngài không về Bethania ngay để gặp ba chị em trong cơn khốn quẫn, mà sự có mặt của Ngài vô cùng cần thiết đối với họ. Trái lại, sau khi được tin anh Lazaro lâm bệnh, người còn lưu lại thêm 2 ngày tại nơi đang ở. Hơn thế nữa, Ngài còn tỏ ra vui khi nói với các môn đệ: "Lazaro đã chết, Thầy mừng cho anh em, vì Thầy đã không có mặt ở đó để anh em tin." Thái độ và việc làm của Đức Giêsu cho chúng ta thấy, điều quan trọng hơn đối với Ngài lúc này không phải Lazaro được khỏi bệnh, cho bằng anh được sống lại từ cõi chết để mọi người tin Ngài là đấng làm cho con người được ra khỏi cái chết để đi vào sự sống với Ngài. Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy thì dù đã chết cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Thầy sẽ không bao giờ phải chết. Quả thật, khi mặc khải chân lý sự sống lại và sự sống này, Đức Giêsu đã giải tỏa nỗi lo nhức nhối của con người khi biết mình phải chết, nhưng hoàn toàn vô vọng vì không biết sự gì tiếp nối sau cái chết. Chết rồi đi đâu? Có một sự sống khác sau khi chết, hay chết là hết? Chết là trở về tuyệt đối hư vô. Khi cho Lazaro ra khỏi mộ trở lại sự sống, Đức Giêsu đã thực hiện lời tuyên sống của ngôn sứ Ezekiel: "Các xương khô kia ơi, hãy nghe lời Đức Chúa. Đức Chúa là Chúa thượng phán thế này với các xương ấy: Đây, ta sắp cho thần khí nhập vào các ngươi, và các ngươi sẽ được sống. Ta sẽ đặt gân trên các ngươi, sẽ khiến thịt mọc trên các ngươi, sẽ trải da bọc lấy các ngươi. Ta sẽ đặt thần khí vào trong các ngươi, và các ngươi sẽ được sống. Bấy giờ các ngươi sẽ nhận biết chính ta là Đức Chúa. Các ngươi sẽ nhận biết chính ta là Đức Chúa khi ta mở huyệt cho các ngươi và đưa các ngươi lên khỏi huyệt, hỡi dân ta." Gọi ra khỏi mộ Lazaro, người đã chết, mở huyệt cho dân ra khỏi gông cùm của chết chóc, Thiên Chúa đã quả quyết, Ngài là đấng nắm giữ sự sống của con người, và duy một mình Ngài mới cho con người được sống lại và được sống đời đời. Mầu nhiệm sự sống mà Đức Giêsu đã mặc khải qua phép lạ cho Lazaro sống lại ở Bethania. Qua phép lạ này, chúng ta ghi nhận con đường chúng ta phải đi để được Thiên Chúa ban sự sống viên mãn và đời đời.
lắng nghe Đức Giêsu. Như hai chị em Martha và Maria say mê lắng nghe Đức Giêsu, khi các cô quấn quýt bên Ngài, lúc thì nũng nịu bắt đền: "Nếu có thể ở đây thì em con đã không chết." Vì các cô biết khi nghe tin Lazaro, em trai các cô đau nặng, Đức Giêsu đã không thu xếp về ngay mà vẫn lưu lại hai ngày tại nơi đang ở. Lúc thì một chút giận dỗi, phụng phịu: "Con biết em con sẽ sống lại khi kẻ chết sống lại trong ngày sau hết." Nhưng luôn luôn các cô chăm chú lắng nghe lời Ngài, đón nhận Đức Giêsu. Gia đình Betania rất yêu mến và từ lâu đã luôn đón tiếp Đức Giêsu với tất cả lòng trân trọng và chân tình quý mến. Bất cứ lúc nào cả ba chị em đều dành cho Đức Giêsu tình cảm nồng nàn và sự đón tiếp ân cần, nồng hậu, cũng như sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ Ngài và các môn đệ trên đường truyền giáo. Đức Giêsu cũng đáp lại tấm lòng của ba chị em bằng tình cảm đặc biệt của Ngài. Như hôm nay, cả đám đông đều thấy Ngài khóc vì thổn thức trong lòng và xao xuyến, xót thương Lazaro và cảm thương hai chị em Martha, Maria. Và nhiều người có mặt đã ngạc nhiên nói với nhau: "Kìa xem, ông ta thương anh Lazaro biết mấy." Thực vậy, Thánh sử Gioan đã ghi lại nét dễ thương của hai chị em Martha và Maria khi ân cần vùng vã đón tiếp Đức Giêsu trong trình thuật phép lạ cho Lazaro sống lại. Vừa được tin Đức Giêsu tới, cô Martha liền ra đón người. Khi được, chị Martha gọi và nói nhỏ: "Thầy đến rồi, thầy gọi em đấy." Cô Maria vội đứng lên và đến với Đức Giêsu. Tâm tình niềm nở trong ngóng, mong mỏi được đón tiếp Đức Giêsu của hai cô được biểu hiện qua thái độ nhanh nhẩu, vội vàng, ngay lập tức diễn tả qua cụm từ liền ra đón, vội đứng lên và đến với. Tất cả đã nói lên các cô rất hân hoan, vui mừng được đón tiếp Đức Giêsu vào nhà mình, đến với mình, ở lại với mình trong bất cứ cảnh huống tâm trạng nào. Tin Đức Giêsu, con đường thiêng liêng nào cũng phải dẫn đến niềm tin vào Đức Giêsu, Thiên Chúa làm người, cũng như các phép lạ Đức Giêsu làm cũng chỉ có mục đích cho mọi người tin vào Ngài. Như Đức Giêsu đã nói với các môn đệ trước khi lên đường đến Betania: "Lazaro đã chết, thầy mừng cho anh em vì thầy đã không có mặt ở đó để anh em tin." Hoặc với Martha: "Chị có tin thế không? Nào, thầy đã chẳng nói với chị rằng nếu chị tin, chị sẽ được thấy vinh quang của Thiên Chúa sao?" Thực vậy, con đường đến với Đức Giêsu là sự sống lại và là sự sống chỉ có thể thực hiện khi đạt đến niềm tin. Đức Giêsu là Thiên Chúa cứu độ, Đấng đã đến trong đời để cứu độ loài người và ban lại cho con người sự sống đời đời. Tin là điều kiện không thể thiếu để được sống lại và được sống như Đức Giêsu khẳng định: "Ai tin vào Thầy thì dù có chết cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Thầy sẽ không bao giờ phải chết." Như thế chúng ta không còn nghi ngờ, nghi nan về điều kiện để được sống lại và được sống đời đời. Vì chính Đức Giêsu, Thiên Chúa làm người đã công khai mặc khải. Vấn đề là chúng ta có cố gắng đi con đường về sự sống như ba chị em gia đình Betania không? Con đường lắng nghe Chúa, đón tiếp Chúa và tin vào Chúa. Bởi để tin vào Ngài, chúng ta phải bắt đầu bằng lắng nghe Ngài nói và đón tiếp Ngài vào cuộc đời chúng ta. Và để tiến bước trên con đường Chúa muốn, chúng ta cần tháo cởi khỏi mình những dây nhờ của cái tôi ích kỷ, ganh ghét, kiêu căng, những vải buộc của thành kiến, kỳ thị, nhất là tấm vải che lương tâm
và bịt kín ánh sáng của thần khí như lệnh truyền của Đức Giêsu. Cởi khăn và vải cho anh ấy, rồi để anh ấy đi. Khi Lazaro vừa ra khỏi mộ, chân tay còn quấn vải và mặt còn phủ khăn. Bởi hướng đi của tính xác thịt là sự chết, còn hướng đi của thần khí là sự sống và bình an. Có lúc con tĩnh lặng nhìn hoa khô lá úa, nhìn gió thoáng mây tan, bỗng thấy trong mơ màng từ trăm muôn kiếm sông một bóng dáng mong manh. Đây là chi Chúa ơi mà vội vã trong qua. Có lúc con lăng động nhờ tâm tư cất giữ cả quá khứ tương lai, bỗng thấy bao ấp ủ đời trăm năm phu trông chìm khuất giữa hư vô. Đời con chi Chúa ơi ngày xuôi tay nhắm mắt, hãy ngày đêm hướng về Chúa. Chúa chính là niềm tin yêu hy vọng, Chúa chính là nguồn an vui nghỉ ngơi. Lo chất chồng chuyện cơm no áo ấm, chuyện phú quý công danh, kiếp sống con quay cuồng quần quanh trong tính toán thèm khát với đua tranh. Còn gì hơn nữa chăng để cho con hướng lên giữa biết bao khuôn mặt tường thân quen vẫn thấy đầy ánh mắt xa xăm. Những sâu xa vẫn còn làm sao thôi chấp nhận thù oán với ly tan, tìm đâu ra mến thương mà cảm thông tha thứ. Hãy giúp con cùng nhân sinh ngày đêm sống cùng Chúa, vững tin vào tình Giêsu cứu đời. Cõi sông này nhờ yêu thương đổi thay, hãy giúp con cùng nhân nhớ yêu.